những trận chiến của Việt Nam sau năm 1975. 1. Nổi dậy Phú-rô 1975-1992. Phú-rô là liên minh chính trị, quân sự của các sắc tộc cao nguyên tồn tại từ năm 1964 đến năm 1992. Tổ chức này thực hiện chiến tranh du kích để ly khai vùng Tây Nguyên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Kết quả, quân đội Việt Nam chiến thắng, lực lượng nổi dậy Phú-rô thất bại, đầu hàng và trao vũ khí cho Liên Hợp Quốc. 2. Chiến tranh biên giới Tây Nam 1978-1989. Chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia, hay còn được gọi là chiến tranh biên giới Tây Nam, là cuộc xung đột quân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Campuchia Dân Chủ. Cuộc chiến có nguyên nhân từ các hoạt động quân sự của quân Khmer Đỏ tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, giết chóc người dân và đốt phá làng mạc Việt Nam trong những năm 1975 tới năm 1978. Kết quả, quân đội Việt Nam đánh bại Khmer Đỏ năm 1979. Tuy nhiên, tàn quân Khmer Đỏ vẫn còn tồn tại và đe dọa chính phủ mới tại Campuchia, dẫn tới việc Việt Nam đóng quân ở lại Campuchia trong suốt 10 năm tiếp theo. 3. Chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc 1979. Chiến tranh biên giới 1979, hay thường được gọi là chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, diễn ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn biên giới giữa hai nước. Kết quả, chiến tranh diễn ra trong khoảng một tháng với thiệt hại lớn về người và tài sản cho cả hai phía. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Sau đó, cả Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố đã chiến thắng. 4. Xung đột Việt-Trung 1979-1991. Xung đột Việt Nam-Trung Quốc là một chuỗi các cuộc đụng độ quân sự trên biên giới và hải đảo giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kết quả, bất phân thắng bại, giao tranh tại một số khu vực biên giới nhưng không bùng phát thành chiến tranh lớn. Trung Quốc chiếm giữ một số vị trí trên biên giới thuộc Việt Nam rồi rút đi. Hai nước bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991. 5. Xung đột Thái Lan-Việt Nam 1979-1989. Sau khi quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979, các tàn quân Khmer Đỏ rút về các khu vực biên giới gần Thái Lan. Với sự trợ giúp từ quân đội Trung Quốc, quân đội Pol Pot đã tái tập hợp và tổ chức lại trong các khu rừng và miền núi vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Trong các cuộc hành quân càn quét lực lượng Khmer Đỏ, quân đội Việt Nam đã tiến sát và thậm chí vượt qua biên giới Thái Lan để tấn công các căn cứ của Khmer Đỏ. Sự hiện diện quân sự lớn của Việt Nam ngay kề bên Thái Lan làm nước này hết sức lo ngại. Kết quả, căng thẳng trên mở màn cho một chuỗi những vụ đụng độ và đối đầu lẻ tẻ. Tuy chưa bao giờ được tuyên bố là một cuộc xung đột chính thức, nhưng đã kéo dài cho đến khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia năm 1989. Quân đội Việt Nam chiến thắng, nhiều căn cứ du kích và các trại tị nạn của tàn quân Khmer Đỏ dọc theo biên giới Campuchia-Thái Lan bị quân đội Việt Nam phá hủy. 6. Hải chiến Trường Sa 1988. Xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa 1988, hay còn được gọi là Hải chiến Trường Sa, khi Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tấn công vũ trang Hồng chiếm đóng bãi đá Kolin, bãi đá Lendao và bãi đá Gạc Ma, bấy giờ đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam cho người bảo vệ và đang xây dựng công trình trên các đảo này. Phía Trung Quốc cho quân đổ bộ ngăn chặn, nổ súng để giật cờ Việt Nam trên bãi đá Gạc Ma, sau đó lại dùng pháo trên chiến hạm bắn vào tàu vận tải Hải quân Việt Nam. Tàu này của Việt Nam không có pháo để tự vệ, khiến cho cuộc chiến nổ ra vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Kết quả, phía Việt Nam bị mất 3 tàu vận tải của Hải quân, 64 Hải quân Việt Nam đã thiệt mạng. Trung Quốc bị hư hại một số xuồng đổ bộ, thương vong 25 thủy binh. Trung Quốc chiếm đá Gạc Ma, Việt Nam giữ được đá Kolin và đá Lendao. 7. Bạo loạn Tây Nguyên 2004. Biểu tình Tây Nguyên 2004, còn được biết đến với tên gọi là Bạo loạn Tây Nguyên, là một cuộc biểu tình của người Thượng xảy ra vào lễ phục sinh năm 2004 tại Tây Nguyên. Tổng cộng có khoảng 30.000 người Thượng tham gia tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông. Người Thượng tuyên bố biểu tình nhằm mục tiêu đòi quyền lợi đất đai và quyền tự trị. Kết quả, nhà nước Việt Nam trấn áp thành công, các nhóm nổi loạn bị bắt. 8. Vụ giàn khoan Hải Dương 981-2014. Đây là sự việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 1 tháng 5 năm 2014, dẫn tới việc nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra tuyên bố phản đối, đồng thời tàu thuyền của hai quốc gia đã có một số va chạm. Kết quả, ngày 15 tháng 7 năm 2014, Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển tranh chấp.